Ba lý do khiến con người nhìn thấy ma quỷ. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 38% số người trên thế giới tin vào sự tồn tại của ma quỷ và cho biết đã từng nhìn thấy ma, theo International Business Times. Từ ma thường được dùng để chỉ linh hồn người hoặc vật chết và khái niệm ma ám có thể bao gồm cảm giác một thực thể tồn tại hay trông thấy vật thể di chuyển hoặc linh hồn đang cử động. Nandasno, phó giáo sư khoa tâm lý học nhận thức ứng dụng ở Đại học Manchester Metropolitan ở nước Anh đưa ra ba lý giải phổ biến nhất về nguyên nhân con người nhìn thấy ma. Đầu tiên là nghe người khác nói. Việc nghe kể về một nơi có ma khiến một người dễ nhìn thấy ma ở địa điểm đó hơn. Theo Dasno, trong một nghiên cứu, các tình nguyện viên ghé thăm 5 khu vực chính ở một nhà hát trước khi điền vào bảng trắc nghiệm đánh giá cảm xúc và nhận thức của họ. Trước chuyến tham quan, một nhóm tình nguyện viên được kể nhà hát bị ma ám, trong khi nhóm còn lại được thông báo nhà hát đang trong quá trình nâng cấp. Kết quả là nhóm tình nguyện viên đầu tiên báo cáo có nhiều trải nghiệm căng thẳng hơn. Tác động của việc nghe kể cũng khác biệt tùy vào niềm tin của con người. Những người tin vào sự tồn tại của ma quỷ sẽ bị ảnh hưởng hơn người hay hoài nghi. Thứ hai là điện từ trường và âm thanh gây sợ hãi. Một lý giải khác về hiện tượng nhìn thấy ma là tác động của những yếu tố môi trường như điện từ trường và hạ âm. Nhà thần kinh học người Canada Michael Persinger chứng minh sử dụng điện từ trường ở nhiều mức độ khác nhau ở thùy thái dương của bộ não có thể tạo ra trải nghiệm ma ám như nhìn thấy ma hoặc cảm giác bị ma chạm vào. Tương tự, hạ âm, tần số âm ở dưới ngưỡng nghe của con người cũng giúp giải thích hiện tượng nhìn thấy ma. Một số nghiên cứu tìm thấy mối liên hệ giữa sóng hạ âm và cảm giác kỳ lạ. Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học phát sóng hạ âm trong buổi biểu diễn âm nhạc và khán giả sau đó được yêu cầu miêu tả lại phản ứng khi nghe nhạc. Nhiều người báo cáo cảm thấy lạnh sống lưng, lo lắng, sợ hãi, không thoải mái hoặc rầu rĩ ở thời điểm phát sóng hạ âm. Và cuối cùng là ảo giác do chất độc. Nhận thức về sự tồn tại của thế lực siêu nhiên cũng nảy sinh từ phản ứng đối với những chất độc như carbon monoxide, formaldehyde và thuốc trừ sâu. Sean Rogers và đồng nghiệp ở Đại học Clarkson nước Mỹ quan sát được nhiều điểm giống nhau giữa trải nghiệm huyền bí và ảo giác do bào tử nấm gây ra. Điều này có thể lý giải tại sao những vụ bắt gặp ma thường xảy ra trong các tòa nhà cũ kỹ ẩm mốc và có độ thông khí thấp. Rắn hổ mang có mặt cười ở sau đầu, lạ chưa từng thấy. Theo Daily Mail, rắn hổ mang có mặt cười trên lưng được dân làng hết sức yêu thích. Có người còn đặt tên cho rắn là hạnh phúc. Hoa văn kỳ lạ trên lưng rắn hình thành một cách hoàn toàn tự nhiên. Chú rắn này thuộc sở hữu của một người điều khiển rắn chuyên nghiệp. Đây chỉ là một trong số hàng trăm con rắn độc được người dân làng Gaurigani nuôi dưỡng. Bởi ở làng Gaurigani, rắn được coi là loài vật thiêng và có thể bò khắp nơi trong làng mà không ai cảm thấy hoảng sợ. Người đàn ông Uttamnath, 44 tuổi, nói nghĩa vụ của dân làng là giúp cho trẻ em làm quen với rắn ngay từ sớm. Ông Nath chia sẻ, quá trình huấn luyện bắt đầu ngay từ lúc 2 tuổi. Trẻ em được học nghệ thuật điều khiển rắn để khi lớn lên, chúng biết tất cả mọi thứ về rắn. Quá trình học điều khiển rắn kéo dài khoảng 10 năm, các nam thanh niên sau đó có thể biểu diễn điều khiển rắn bằng sáo để kiếm tiền. Ngay cả những người phụ nữ ở làng cũng không hề sợ rắn. Những người phụ nữ trong làng có vai trò chăm sóc rắn khi những người đàn ông vắng nhà. Người đàn ông làng Gaurigani cũng biết cách trị độc và cứu người bị rắn cắn nhờ liệu pháp tự nhiên. Vai trò của các gia đình trong làng thậm chí còn phụ thuộc vào số lượng rắn sở hữu, bao gồm cả những loài rắn độc nhất. Ông Nath nói, điều khiển rắn là tất cả những gì chúng tôi học được trong nhiều thế kỷ qua, một cách hoàn toàn chuyên nghiệp. Ngày nay, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng mặt và quy định về thú nuôi cũng đã trở nên nghiêm ngặt, đã khiến số lượng rắn giảm dần, đe dọa tới nét văn hóa truyền thống của làng. Ông Nath giải thích, chúng tôi giải thích đây là nghệ thuật xa xưa nhưng trẻ em trong làng cũng nên đi học để có cuộc sống tốt hơn. Nhiều người trẻ đã đi khỏi làng để tìm các công việc khác kiếm tiền được nhiều tiền hơn. Tuy vậy, những người lớn tuổi trong làng mong con cháu mình học và biết tới nghệ thuật điều khiển rắn như một cách để lưu giữ nét đẹp truyền thống. Thị trấn ma bơ vơ giữa đại dương. Sankinda là quần đảo xa xôi đến mức nó thường bị bỏ quên, không đưa vào bản đồ nước Anh cũng như bản đồ châu Âu hoặc thế giới. Đó cũng là nhà của một thị trấn ma Hita, đảo chính của Sankinda. Những cư dân cuối cùng rời khỏi thị trấn Hita vào năm 1930. Và người cuối cùng trong số này đã qua đời hồi tháng 4 năm nay. Tổ chức quốc gia cho những nơi có giá trị lịch sử hay vẻ đẹp thiên nhiên Scotland, viết tắt là NTFS, hiện quản lý thị trấn Hita như một di tích. Cách duy nhất để tới được quần đảo Sankinda là đi bằng thuyền. Nhưng không phải thời điểm nào trong năm cũng đi được. Phóng viên đài BBC Amanda Ruggeri viết về thị trấn Hita đã phải hủy bỏ lịch trình liên tiếp trong ngày 19 và 20 tháng 10 do các vấn đề ngoại cảnh. Đến ngày 21 tháng 10, nhóm 12 người của bà Ruggeri mới có thể xách vali lên đường. Cách đây khoảng 7.000 năm, con người đặt chân tới Sankinda. Vào thế kỷ thứ 9 và thứ 10, người Viking bơi thuyền qua đây để lại những chiếc châm cài và một thanh kiếm làm dấu ấn.
Tới thế kỷ thứ 17, thị trấn Hita trở nên đông đúc hơn với khoảng 180 cư dân sinh sống và nơi này có 3 nhà nguyện. Các nhà nghiên cứu cho rằng những tín đồ Kitô giáo đặt chân tới Sankinda đầu tiên, vì thế họ dựng lên 3 nhà nguyện này. Vị trí quần đảo Sankinda cũng biến nó trở thành nhà của các loài chim biển lớn nhất ở phía đông bắc Đại Tây Dương. Trên đảo từng có khoảng 1 triệu con chim và đáng buồn là do tác động của tình trạng thiếu lương thực và thay đổi khí hậu, số lượng chim biển ở Sankinda đã giảm 90% trong 15 năm qua. Đây là nguồn thức ăn chủ yếu của cư dân trên quần đảo bởi họ hiếm khi ăn cá. Ngoài ra họ còn lấy lông, mỡ và thịt chim để bán hoặc trao đổi với chúa đảo. Chỉ tính riêng năm 1876, tổng cộng 89.600 con chim thuộc loài hải âu rụt cổ đã bị bắt. Bao quanh Hita và đảo lân cận Soei là những vách đá cao sừng sững, cách chừng 6 km về phía đông bắc và hai đảo này có vách đá cao tới 196 m, tức là gấp đôi chiều cao tháp Big Ben, khoảng 96 m. Hiện tại khi tới Hita, du khách có thể cảm thấy ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của những tòa nhà hiện đại. Chúng do Bộ Quốc phòng Anh xây dựng, bao gồm cả một trung tâm truyền thông. Thuyền trưởng Direct, người chở nhóm của bà Ruveri Jahita cho biết, họ nói đang theo dõi các cuộc thử nghiệm tên lửa từ đảo Benbecula ở Scotland cách đây 64 cây số, nhưng tôi chắc chắn họ còn làm nhiều thứ khác ở tiền đồn cuối cùng của nước Anh này. Tại thị trấn Hita, 40 ngôi nhà đá nằm dọc theo một con đường chính. Cây lớn ở đây rất ít và hầu như toàn cỏ và cây bụi. Mặc dù tàn tích ở Hita trông rất lãng mạn, nhưng để làm việc và sinh sống tại đây có vẻ là một điều khó khăn. Vào mùa đông, những cơn bão mang theo hơi lạnh rét buốt ập tới. Việc săn chim biển gặp trở ngại không nhỏ. Những con chim chỉ trú ngụ ở quần đảo nửa năm. Mặt khác, để bắt được chúng, người dân phải treo mình trên các vách đá bằng dây thừng, vươn người ra dùng tay hoặc bẫy để bắt chim. Để sinh tồn qua mùa đông khắc nghiệt, cư dân Sankinda xây những túp lều bằng đá. Năm 1830 gọi là Blast House, tương tự các cấu trúc xây dựng trên cao nguyên Scotland. Họ đào móng sâu 1 mét vào lòng đất để cách nhiệt. Mái lều được lợp bằng lá, sau đó chét lên một lớp hắc tín và than bùn. Người dân trên quần đảo cũng chăn nuôi, họ nuôi bò và cừu, cho chúng sống trong những túp lều bằng đá nhỏ hơn để không bị lạnh. Nhưng cũng vì thế mà mặt sàn đầy phân động vật và xác chim. Cứ vậy cho tới mùa đông, lớp phân dày lên khiến ai muốn vào lều cũng phải bò bằng đầu gối qua cửa chính. Chỉ tới mùa xuân, chủ túp lều mới phân này để dài lên các cánh đồng cỏ. Trong những năm 1870, cư dân Sankinda bắt chước người dân trên đất liền xây những ngôi nhà hiện đại nhờ vật liệu đổi bằng chim biển cho chúa đảo. Người cũng sống trên đất liền. Tuy nhiên, khi đối mặt với những cơn gió giật trên 250 cây số trên giờ, cửa và mái nhà bị thổi bay. Cuối cùng họ đành phải trở về sống trong các túp lều truyền thống. Vào năm 1930, 35 cư dân cuối cùng trên đảo yêu cầu chính phủ Anh tái định cư cho họ. Thị trấn Hita cũng trở nên hoang phế từ đó. Cặp đôi làm đám cưới cùng gấu nâu nặng gần 150 kg. Quý vị và các bạn thân mến, thông thường trong đám cưới, nhân vật chính luôn là cô dâu và chú rể. Thế nhưng, tại một đám cưới mới đây ở Nga, nhân vật được chú ý nhất lại là chú gấu nâu kềnh càng, cao 2,1 mét và nặng tới 140 kg. Anh Denis và chị Nanja đều 30 tuổi, đến từ Moscow của Nga, đã có hôn lễ đáng nhớ cùng chú gấu Stephen. Trong ngày vui của hai người, gấu Stephen đeo hẳn một chiếc nơ đen rất đều. Không chỉ xuất hiện trong đám cưới, chú gấu còn chụp ảnh thân thiện cùng cô dâu, chú rể. Thậm chí Stephen còn tranh thủ thơm cô dâu. Chú gấu Stephen làm thay phần cha xứ khi cầm tay hai người và tuyên bố Denis và Nanja đã là vợ chồng. Denis chia sẻ, chúng tôi biết Stephen là một chú gấu rất hiền nhưng vẫn có bản năng hung dữ. Cả hai hơi sợ một chút nhưng rất vui là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Denis cho biết anh rất vui vì được chụp ảnh cùng gấu Stephen và cảm giác rất lạ khi được một con gấu to kềnh càng ôm chặt. Stephen nổi tiếng từ tháng 5 năm 2016 khi loạt ảnh chú gấu này xuất hiện trên trang mạng xã hội Facebook. Chủ nuôi của Stephen là vợ chồng Svetlana và Yuri Bantilinko, hai người nhận nuôi Stephen khi chú gấu mới 3 tháng tuổi. Hiện nay, chú gấu đã 23 tuổi, nặng tới 140 kg và cao 2,1 mét. Chị Svetlana nói, Stephen chỉ thích nằm ôm chúng tôi trên ghế sofa. Chú gấu này rất yêu quý con người. Chúng tôi chưa bao giờ bị nó cắn. Stephen ngốn khoảng 25 kg cá, rau và trứng mỗi ngày.